Dạ, con kính chào bạn giám khảo, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các bạn thân mến. Con tên là Võ Trường Lan Nhi, con 6 tuổi. Hôm nay con xin trình bày Búp bê bằng bông, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bay. Búp bê bằng bông quanh đàn, bướm bướm, bướm bướm bên bông. Bò bạn bay bay, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Bò bạn bò bè bò búp bê, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Búp bê buồn buồn biền biệt mây bay. Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên đàn, bướm bướm, bướm bướm bên bông. Bò bạn bay bay, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Bò bạn bò bè bò búp bê, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Búp bê buồn buồn bền bền bay bay, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Bò bạn bò bè bò búp bê, bướm bướm bay, bướm bướm bay. Búp bê buồn buồn bền bền bay bay.